Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng nay tại trường Cao đẳng Cộng đồng, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023. Đồng chí Sàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh dự và chỉ đạo kỳ thi. Dự lễ khai mạc còn có bà Lê Minh Hương, vụ phó vụ công chức viên chức Bộ Nội vụ và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 có 253 thí sinh, trong đó có 179 thí sinh nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương, 73 thí sinh thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương, 1 thí sinh thi nâng ngạch lên cán sự. Đặc biệt trong tổng số 253 thí sinh, có 18 thí sinh do Bộ Ngành Trung ương gửi dự thi tại tỉnh Lai Châu. Các thí sinh sẽ lần lượt thi 3 môn gồm kiến thức chung, ngoại ngữ, tiếng Anh, môn chuyên môn nghiệp vụ. Phát biểu khai mạc tại kỳ thi, đồng chí Giang A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh nhấn mạnh, kỳ thi nhằm tuyển chọn bổ sung vào ngạch công chức những cán bộ công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan đơn vị. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo ngạch và vị trí việc làm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, thông qua kỳ thi đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Để đảm bảo kỳ thi đạt kết quả cao, đồng chí Giang A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ban giúp việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm được phân công. Các đồng chí giám thị hướng dẫn thí sinh thực hiện nghiêm nội quy phòng thi. Đối với thí sinh cần chấp hành nghiêm túc quy chế thi, bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị, trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Các lực lượng chức năng đã tích cực tuần tra, kiểm tra và ngăn chặn xử lý các vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Tại huyện Sìn Hồ vẫn xảy ra tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép như thông tin báo chí đã phản ánh. Để triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn chấm dứt tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, lực lượng công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý bảo vệ rừng theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quản lý bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả diện tích rừng, đất rừng theo quy định, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra hiện trường, xác minh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thời gian qua. Xử lý trách nhiệm của chủ rừng và tổ chức cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ nghiêm túc chỉ đạo, rút kinh nghiệm đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn mà không giải quyết triệt để, còn để tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra, kéo dài trong thời gian qua. Chấn chỉnh lại công tác quản lý bảo vệ rừng, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiểm điểm, xử lý các tập thể cá nhân, các chủ rừng để xảy ra khai thác lâm sản trái phép mà không kịp thời phát hiện xử lý. Thưa quý vị, để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy, phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị xã hội, sản xuất kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt vui chơi của nhân dân các xã, thị trấn huyện Mường Tè trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Điện lực huyện Mường Tè đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong quản lý vận hành, kiểm tra tổng thể lưới điện và tiến hành cải tạo, vệ sinh bảo dưỡng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn do đơn vị quản lý. Theo tính toán của ngành điện, nhu cầu sử dụng điện trong dịp cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán âm lịch 2024 tăng cao, bình quân trên 10% so với ngày thường, đặc biệt ở các khu vực thị trấn Mường Tè cũng như trung tâm các xã trên địa bàn. Để chuẩn bị chu đáo, nguồn lưới điện ổn định, an toàn, Điện lực Mường Tè đã chủ động xây dựng kế hoạch, lập phương án củng cố và tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên thực hiện kiểm tra quản lý vận hành, đo các trạm biến áp, san tải các trạm biến áp đầy tải, non tải,
nhằm chống quá tải lưới điện. Để đảm bảo cấp điện liên tục ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, Điện lực Mường Tè, đội quản lý tổng hợp chúng tôi đã thực hiện kiểm tra các điểm xung yếu trên các tuyến đường dây, phát dọn hành lang tuyến, đảm bảo cấp điện liên tục ổn định, không để xảy ra sự cố do chủ quan trong dịp Tết Nguyên đán cũng như trong mùa mưa bão sắp tới. Ngoài việc kiểm tra đường dây tuyến lưới ra, đội quản lý tổng hợp còn thực hiện kiểm tra các trạm biến áp, đo cân pha xăng tải, kiểm tra các nhiệt độ mối nối đường dây 0,4 có nguy cơ sự cố để khắc phục kịp thời để cấp điện ổn định. Phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn trong dịp Tết của Điện lực Mường Tè đã chỉ đạo các tổ đội lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2024, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phối hợp với các cấp chính quyền, công an địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng, rà soát, chuẩn bị vật tư dự phòng và ứng trực để đảm bảo khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra, công tác khắc phục xử lý các tồn tại trên lưới, đảm bảo cấp điện trong dịp Tết. Thực hiện chỉ đạo của công ty, giám đốc công ty Điện lực Lai Châu về việc cấp điện an toàn, ổn định và thường xuyên liên tục trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Điện lực Mường Tè đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, là Điện lực đã chủ động lập phương án cấp điện nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và liên tục đáp ứng nhu cầu điện cho tất cả các sự kiện chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện, tổ chức tổng kiểm tra các điểm, các khắc phục những khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện và trạm biến áp, đặc biệt là chú trọng xử lý triệt để hành lang nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định. Ngoài ra, đơn vị đã triển khai phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang tuyến dây nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho người dân trong dịp Tết âm lịch Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, những năm qua, xã Hua Nà, huyện Than Uyên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nỗ lực giảm nghèo. Trong đó, mô hình kinh tế hợp tác đã thể hiện được vai trò dẫn dắt bà con đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ quy mô nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao, từ đó mang lại thu nhập đáng kể. Xã Hua Nà có 6 bản, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Thời gian gần đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, bí thư chi bộ, trưởng bản chủ động cụ thể hóa kế hoạch của xã, tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế từng bản, phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, nguồn nước để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con. Đối với chính quyền xã, ngay từ đầu năm, dựa trên các chỉ tiêu nhiệm vụ của đảng ủy, xã chỉ đạo các bản đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đưa các giống có chất lượng cao vào sản xuất, tham gia khai hoang diện tích đất trống để trồng chè, mắc ca, cây ăn quả, nhất là mở rộng diện tích trồng cây vụ đông nhằm phát triển kinh tế. Gia đình tôi thì vừa mới gặt xong tranh thủ làm đất để trồng vụ dưa vụ đông này, thì để tranh thủ khi có nước về thì sẽ tưới tiêu, nó đảm bảo cây dưa nó sinh trưởng tốt. Đồng thời, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, kỹ thuật chăm sóc thu hái đảm bảo theo đúng yêu cầu của đơn vị thu mua. Đáng chú ý, xã vận động bà con thay đổi phương thức canh tác, mạnh dạn đổi mới hình thức theo hướng liên kết sản xuất, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, trồng rau hoa màu trên đất ruộng. Để thực hiện phát triển kinh tế mô hình trên địa bàn xã, đầu năm 2023, Đảng ủy hỗ trợ trường trung học cơ sở xã Hua Nà 2.000 m2 đất trồng dưa bao tử với mô hình phát triển kinh tế gắn với giáo dục cho các em học sinh trên địa bàn. Thực hiện theo mô hình của xã, thì xã cũng hỗ trợ nhà trường thì trong cái việc mà xây dựng cái mô hình trồng dưa leo để phục vụ cho, thứ nhất là đối với nhà trường thì là phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái hoạt động giáo dục là dạy học gắn với sản xuất kinh doanh của nhà trường.
Thì cũng với mô hình của xã thì kết hợp thì cũng tạo điều kiện cho nhà trường để thực hiện cái mô hình này. Hàng năm, xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện mở lớp đào tạo nghề trồng rau, nấm cho nhân dân, hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp, cây con giống cho hộ nghèo, cận nghèo từ chương trình dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của chính phủ, tỉnh và huyện. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 414 ha. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, đến nay, thu nhập bình quân của xã Hua Nà đạt hơn 42 triệu đồng một người một năm. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn xã thì trong thời gian qua thì cấp ủy, chính quyền địa phương của chúng tôi vận động nhân dân tham gia sản xuất lúa hàng hóa, lúa đặc sản, sánh cù. Ngoài ra thì tập trung vận động nhân dân phát triển cây ăn quả, chú trọng một số cây ăn quả chủ chốt, ví dụ như cây ổi, thâm canh chăm sóc. Ngoài ra thì cũng vận động nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, ví dụ cây nho, cây dưa lê, dưa bao tử các loại. Ngoài ra thì cũng vận động bà con nhân dân là tăng vụ trên đất hai vụ lúa. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái triển khai vận động bà con nhân dân là trồng cây vụ đông. Hiện nay thì bà con nhân dân đang triển khai trồng và chăm sóc cây vụ đông, trong đó là có cây dưa, cây rau các loại. Với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xã đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, hướng dẫn các hộ xây dựng vườn mẫu trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tăng cường đầu tư nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, vận động các tổ chức cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng trong toàn tỉnh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đàn gia súc. Và trước thực trạng trên, vào những ngày này, các địa phương trong toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho các ca hộ chăn nuôi về việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tại huyện Tân Uyên thì công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc cũng được tăng cường. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Mặc dù chưa có thiệt hại về gia súc do rét đậm rét hại gây ra, nhưng khi thời tiết liên tục xuống thấp, có nguy cơ cao gây thiệt hại về gia súc trên địa bàn. Trước thực trạng trên, huyện Tân Uyên cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét cho đàn gia súc đến các thôn bản và các hộ chăn nuôi trên địa bàn, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi của địa phương. Đầu vụ rét thì đến và đối với Trung tâm Dịch vụ thì cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đi tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi là thường xuyên tu sửa chuồng trại trước khi vào mùa đông để bảo đảm sức khỏe cho gia súc gia cầm, và hướng dẫn người dân những cái diện tích đất trồng các loại cây thức ăn như cây ngô, cây cỏ để làm thức ăn dự trữ cho gia súc. Xác định chăn nuôi đại gia súc là thế mạnh của huyện Tân Uyên trong sản xuất nông nghiệp, hiện toàn huyện có trên 54.000 con gia súc gồm trâu, bò, ngựa và dê các loại. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, vào những ngày này, công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc đang được các ngành chức năng của huyện triển khai đồng bộ, như tích cực vận động nhân dân không thả rông gia súc trong rừng, chủ động dự trữ rơm rạ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông, hướng dẫn nhân dân cách làm chuồng trại để phòng chống rét. Khi nhiệt độ xuống thấp cần bổ sung thêm thức ăn tinh cho gia súc, đặc biệt là với bê, ngé, không cho trâu bò cày kéo khi thời tiết xuống dưới 10 độ C. Gia đình chúng tôi là có nuôi khoảng 30 con trâu. Đấy, thì cái phòng chống rét mùa đông này thì chúng tôi cũng công tác chuẩn bị. Thì là cỏ thì mùa này nó không lên mấy thì chủ yếu là rơm. Đấy, công tác chuẩn bị rơm với lại cỏ thì như trước là chúng tôi nó thừa cỏ thì tôi lại cho vào ủ. Ủ thì bây giờ mùa này bắt đầu là nó mới thiếu thì bắt đầu là cho ra là nó hợp lý hơn. Thế còn cái rơm thì là mình đã chuẩn bị hết rồi. Thế còn cái phòng chống dịch bệnh thì tiêm phòng đầy đủ, như là có loại tụ huyết trùng và lở mồm long móng.
Nói chung là nó dịch bệnh thì nói chung là phải tiêm phòng vaccine đầy đủ thì là nó mới đảm bảo được cái đàn gia súc của mình trong mùa đông. Bên cạnh đó, vào những ngày này các hộ chăn nuôi cũng đã chuẩn bị tốt vật liệu chống rét cho đàn gia súc như mạt, bao ni lông, phên, nứa để che xung quanh chuồng. Trong điều kiện rét đậm rét hại, các hộ chăn nuôi cũng chuẩn bị đầy đủ củi, chấu để sưởi ấm cho đàn gia súc, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thức ăn dự trữ như rơm dạ khô, thức ăn tinh bột cho đàn gia súc. Năm 2024, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 7.450 người, trong đó nghề nông nghiệp 4.785, phi nông nghiệp trên 2.660 người. Để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đề ra, tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố. Tùy thuộc vào tình hình của từng địa phương sẽ triển khai các giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lao động nông thôn là nguồn nhân lực cần được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên để phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và trình độ sản xuất, đáp ứng được yêu cầu mới trong phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nông thôn cũng như xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phong Thổ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn 127 trường hợp. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phong Thổ phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm khác như chạy quá tốc độ quy định, 4 trường hợp phạt nguội điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, 4 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 5 trường hợp chở hàng vượt quá bề rộng, 2 trường hợp có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt đo nồng độ cồn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã giảm mạnh tỷ lệ người vi phạm nồng độ cồn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.